Hai mình xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình đi móc cua nha. Móc cua đồng á cả nhà. Mình có đồ nghề len với lại đồ móc nè. Giờ mình đi chuẩn bị đi nha cả nhà ơi. Bây giờ mình đi từ nhà mình ra đây. Mới đi chút xíu à. Bây giờ mình sẽ đi nha cả nhà. Mời cả nhà đón xem video của mình đi móc cua đồng nha cả nhà. Đây là chỗ địa điểm mình móc cua ở đây nè. Đó, cái mương này nè cả nhà. Mình đi xuống móc. Nhi cầm thùng đi Nhi. Dẹp lại cho thùng. Nhi xích ra đây con. Nhi con đi bắt bu vàng đi. Thôi mới tàu Âu vậy nhỉ. Con cua mini. Cua đẹp. Tấm. Dấu vết con gì đi vô nè, láng bon luôn nha. Mà không biết gì cả nhà ơi. Để mình đào thử coi. Cái gì? Có cái gì đâu. Tay nha. Mỏi con. Nhi. Tay ra. Mỏi. Mà ăn đi. Mơ em cuốn xoay nó nè. Đây. Sâu quá. Đó, để ba, để ba. Mặt đi vô. Láng bon luôn. Bày. Sâu quá. Bày. Đâu. Đâu, 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 ra. Đi không đâu. Nhí. Ê, tới đuôi rồi. Ui. Vô luôn rồi. Cái gì? Không biết, giống con cá chê quá. Tại sợi khoai với chín. Chín, gì kìa. Ê, ui mẹ mày. Để con mò coi. Con ấy. Để đào, ba đào. Con ấy xưa, con ấy mình dễ. Để đào đào.
Vậy xích ra cái. Mà lặt nuột ở hay nè. Đuôi mà đuôi không biết con cá lóc hay cá chê không biết nữa. Không biết chủ mới. Mới để ba coi. Mày hay quá. Hai con thơ ở quen á. Hai vô móc đi. Vô thuốc. Khoai với chiếc mình khoai. Nước là chủ má. Chủ má không? Nè. Ui sâu quá, hàng này vô sâu quá. Hai ba con luôn. Nè nè. Hai ba con luôn. Mình chạp. Cái gì vậy? Cá lóc. Cá lóc cả nhà. Đâu ế. Đi đây ba. Còn nữa. Hai con nữa. Ba đụng hai con. Ba cuốn. Mày nha. Quay nữa. Ghê một con nữa. Một con chứ. Đi vô. Nha. Đi đâu. Hello, lại tóc xong. Rồi ngay ổ cá lóc rồi. Ồ, cái này con cua. Cua, để vô. Còn hai con đi nữa. Nghe ghê con. Áo chip á. Bàn tay thoát. Ôi, quả cái đau. Áo chip chiên luôn, nó quả tao hàng núi á. Nó hẳn tao hàng núi á. Ừ, đi vô trong đây nữa nè. Thiên, thiên lắm. Quá hàng nóng xinh á. Ui. Nó sâu quá chứ. Chiếc hàng nóng đấy. Còn. Hàng mấy ở đây, hàng mấy ở đây. Còn hàng nóng á. Ghê nhi. Tại mày nó đinh con ngoại nữa. Đứng ra cho ba đầu. Con. Cuối cùng mà. Nó nó nhì con cua kìa. Đó, mà. Cua mini. Ồ, nhê con cua nè. Ý giá ruột luôn quá. Con cua đây nhỏ nhỏ không à cả nhà ơi. Con này con bự. Con này con cua gì? Con cua cái. Con cua cái.
đi qua bên này cạn queo luôn. Nhi con đi kiếm hang cua coi Nhi. Con cóc á. Ủa sao em nhìn thấy trước anh vậy? Mai mà con luôn chợ đi. Nè. Kìa 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 kìa. Rồi ba móc nó lên nè. Ba móc lên nè. Trời trời. Hay mình chạp tiếc á. Hai con luôn nè. Thôi thôi mình thả nó đi đi. Con cóc là của ông trời, ai ăn cóc ông trời đánh cho. Có cua luôn nè. Ghê đừng lên. Cái càng luôn đó, cái càng nhỏ luôn nè. Nhi con quỷ quá trời ơi, chút mình cái thang lạnh nha.
Cái gì vậy? Ủa? Nó ra rồi. Nâu ê, nâu ê. Cái bãi ê. Con nâu ê. Cái bãi ê. Ra rồi. Con nâu để. Ừ. Thật là. Cái bắt đầu ăn. Mình sẽ nấu xuống. Bên kia là bên khỏi. Con nấu quân. Đi rồi. Dạ. Đập quả nó như quả không? Ớt hả? Có không anh? Ê ê ê ê ớt dạ. Ớt. Cái dây là còn anh. Nó dây đó. Dây đâu? Dây chuối á. Chuối không được. Có trên này có dây đâu. Lấy dây chuối nhúng nước miếng nước cái cột nó lại bông xanh bông trắng rồi lai vàng bông hơi dữ lơi nhúng cho nó ướt thiệt ướt á. Ít bự quá Nhi ơi, ít bự quá Nhi ơi. Hả? Ừ. Con khổng lồ. Con ếch. Thấy chuối không? Gắn gắn đủ. Quay lên, quay lên. Đấy. Quay lên nè. Búa. Như hoang hả? Quay lên. Gắn gì? Gắn nước. Gắn nước bên kia đâu hả? Mẹ đi. Con đi mà mẹ.
mất tiêu con cua. Con đã chung thúng. Nè nè. Ăn luôn tàu ăn ăn. À nó bốc kia. Mất tiêu con chuột nhỉ. Nhi bẹ dẹp chứ. Học. Gần gần không còn. Lấy nó được nhưng vô sâu quá sao lấy được. Bự không? Ồ, nhì. Ớt bự lắm kìa. Hả? Quá. Chết khủng luôn. Ừ, tháo nó kìa. Dính chân đó kìa. Rồi, hai con.
hai con ếch. Đi nha. Ừ, thích cua chạy. Nhây. Bắt đây đi. Ừ, bắt vậy đó. Dạ bốc chấm chớn này.
ăn cũng chào bá luôn. Sao con cua nó nằm ở trên hôm nay ông nội ơi. Sâu lắm. Ồ, dính rồi. Xuống ngập sình dưới á. Móc cái chảnh. Hả? Nè. Không mà. Ồ. Mà chắc á. Nhê. Mang vô thùng á. Qua đây cột cho ba cột nha. Anh cột nè. Đây vô đây. À đây nè. Còn dài nữa. Còn dài phết. Dài à. Hẹn dài. Ngập ở dưới vậy. Hẹn dài nè nè nè. Xuống dưới sình luôn. Móc ra sình không luôn. Cột vô. Trời ơi nó hang nó kìa. Quá trời hang luôn. Rồi nè. Hai kiều nèo. Về nhà nấu bánh chua hết. Hái kèo nè phụ ba đi nhi. Nhi con đạp hết kèo nè rồi. Già hết trơn rồi. Trời ơi. Nhi con lười coi. Rửa giò, rửa dép luôn. Rửa giò, rửa dép luôn. Ừ, cho sạch. Xuống tắm không? Hả? Tắm ấy. Xuống tắm về nhà tắm phải không? À, về nhà tắm. Ừ, rồi. Lên này ăn đâu. Mình xin chào cả nhà nha. Video của mình đến đây là tạm dừng nha cả nhà. Bữa ngày hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi à. Được con cua với lại ba con ếch. Con ếch lớn không đó, khủng không. Hồi nãy là có một con ếch ở trong ngoài kia nữa. Nhưng mà chúng bắt không có được. Tại nó sâu quá trời sâu luôn. Bây giờ không biết bắt không được rồi phải về thôi. Bữa nay rất là mệt mỏi lắm cả nhà ơi. Cuối video này thì Trung xin chúc cho cô chú anh chị
một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bye bye cả nhà nha.